chia sẻ cuối cùng của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời ở tuổi 15. Ca nương Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 do tai nạn giao thông ngày 1 tháng 7 khiến khán giả bàng hoàng xót xa. Trên trang cá nhân của Tú Thanh, nhiều người gửi lời tiễn biệt, mong Tú Thanh yên nghỉ. Bạn Trần Phương Thảo viết, có lẽ em chỉ được ở trọ Trần Gian tới đây thôi, yên nghỉ em nhé. Tài khoản Công Nguyễn để lại dòng thơ, trời ghen nhi phận mỹ tài, thanh thanh phách phách một vài thế gian, người đi khuất buổi tuổi tràn, câu trù u ám ngút ngàn cao xanh. Sáng mùng 2 tháng 7, nhiều chư tôn đức tăng ni ở các chùa ở Hải Phòng đã đến nhà của gia đình Tú Thanh làm lễ cầu nguyện cho cô bé xấu số được vãng sanh. 3 ngày trước ngày xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, Tú Thanh có những lời tâm sự trên trang cá nhân. Con xin tri ân quý thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm Chùa Vẽ. Con cũng xin cảm ơn đến các bà, các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con, để chúng con có khóa tu học vui khỏe bổ ích, kết thúc chuyến đi với bao sự tiếc nuối. Tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023. Ai biết đây là những lời chia sẻ cuối cùng của Tú Thanh với người thân, bạn bè và khán giả yêu mến ca nương. Tú Thanh mộ đạo Phật và thường tham gia biểu diễn văn nghệ ở chùa, mừng đại lễ Phật đản, Vu Lan hay các chương trình từ thiện. Cô bé vừa tham gia khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm lần thứ 13 từ ngày 19 tháng 6 đến 25 tháng 6 tại chùa Vẽ, Hoa Linh Cổ Tự. Kết thúc khóa tu, Tú Thanh được trao giải hoa khôi và tài năng trong cuộc thi Nét đẹp chùa Vẽ.